Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Hoàng Zone Trang Trang TV. Bây giờ đang là 7 giờ hơn của ngày 24 tháng 5 năm 2021. Và lời đầu tiên vẫn là tôi mong muốn rằng các bác hãy vào cái phần mô tả video ấy. Các bác thấy rằng nếu mà mình chưa đăng ký thì các bác có thể bấm vào nút đăng ký hoặc là bấm vào cái kênh phụ của tôi để ở đấy. Kênh Hoàng Zone Trang Trang TV thì đang bị tấn công rất là mạnh và không biết là đi ra đi một lúc nào, bởi vì nhiều khi tôi nói những vấn đề nó tương đối nhạy cảm. Trở lại câu chuyện Hoài Linh vào bản tin buổi sáng này thì tôi cũng không muốn nói gì nhiều. Trước khi chia sẻ với các bác thì tôi xin đọc vài cái comment, một vài cái bình luận mà ở trên chính trang fanpage của anh Hoài Linh, một trang fanpage có đến hàng triệu lượt theo dõi. Tôi nhấn mạnh là hàng triệu lượt. Thứ nhất, bác Tùng Lâm bác ấy nói thế này: vì nhân dân và sự thật, yêu cầu ông Hoài Linh trả lời. Một, ông Võ Hoàng Yên có chữa được bệnh câm điếc hay là xương khớp hay không? Có bằng chứng cụ thể. Hai là 13 tỷ 413 triệu đấy của nhân dân ủng hộ miền Trung thì giờ ông để ở đâu? Nếu để ở ngân hàng 6 tháng qua thì cũng đã có lãi rất là nhiều rồi. Những comment này là những comment mà người dân có quyền được hỏi anh Hoài Linh, và hy vọng rằng anh Hoài Linh trả lời trong đợt tới. Đấy là comment của bác Tùng Lâm. Đối với comment thứ hai, đối với comment thứ hai của bạn Nghĩa Nguyễn Ngờ, đấy, thì bạn ấy comment thế này: 13 tỷ là tài sản của người Việt Nam, cả kiều bào nước ngoài, cả trẻ em dành tiền tiết kiệm, người ta tin chú, đề nghị chú Hoài Linh lên tiếng, giải thích rõ ràng, gửi ngân hàng nửa năm thì cũng được gần 500 triệu tiền lãi rồi. Đó là comment của bạn Nghĩa. Rất nhiều cái để mà chia sẻ với các bác thế này. Một comment của một bạn là Minh Hằng, bạn này chắc là trẻ, thì bạn ấy comment như sau: con có đóng góp vụ miền Trung, tuy nhỏ không nhiều nhưng chú cho con hỏi, phần tiền của con đã đến được tay của các bạn ngoài kia chưa ạ? Đó là 1/3 tháng lương của con đã rẻ sẻn để gửi đi. Đó là cái phần của bạn Minh Hằng. Bạn Phạm Bá Trung thì comment tiếp thế này: anh ơi, mấy vụ kia im lặng thì kệ anh, nhưng vụ này anh phải lên tiếng cho mấy đứa anti-fan nó câm mỏ đi, dù thế giới có quay lưng lại với anh thì em vẫn luôn luôn ủng hộ thế giới ạ. Đó là comment của một bạn fan của Hoài Linh trả lời việc đấy. Một bạn tên là chú Quậy, bạn ấy comment như sau: làm gì mà hèn về anh Linh ơi, dù đúng dù sai anh cũng phải lên tiếng bảo vệ một bên nào đi chứ. Hay là anh lại bị ông Yên giữ được clip, hay là ghi âm nhạy cảm của anh với ông Yên nên sợ không dám. Đó. Một bạn Bùi Tránh thì trả lời ở ngay dưới thế này: con là người hâm mộ chú từ nhỏ, bà ngoại con lúc chưa mất cũng vậy, rất quý chú. Chú giản dị và chân chất, nhưng sao chú lại kết hợp với Võ Hoàng Yên để ổng đi lừa nhiều người thế. Bạn Quang Nguyễn cũng trên bàn comment như sau: tôi nghĩ anh nên bỏ danh nghệ sĩ đi anh Hoài Linh, từ bây giờ show nào có anh tôi chỉ chay show đó. Nếu đạo đức nghề thì anh không nên thể hiện ra, anh đạt được nhiều thứ rồi, anh cố đạt thêm tâm đức một tí. Bạn Ngông Cuồng thì comment tiếp thế này: gửi chú Hoài Linh, trước chú có kêu gọi mọi người ủng hộ miền Trung lũ lụt được 14 tỷ, giờ miền Trung lại sắp hạn hán rồi chú ạ. Chú đọc được những dòng chữ này thì alo cho con nhé. Bạn Thêm Sport trả comment như sau: nghệ sĩ sống nhờ nhân dân, trong lúc Võ Hoàng Yên lừa đảo nhân dân vì cộng đồng, Hoài Linh hãy lên tiếng trả lời câu hỏi của bà Hằng Đại Nam. Rất nhiều những comment thế, tôi tiếp tục đọc cho các bác một vài comment nữa. Bạn Nguyễn Huyền thì rất là tâm huyết, bạn viết rất dài: mấy ngày trước
vẫn cãi chồng để bênh chú Hoài Linh vì việc cá nhân của chú, lên tiếng hay không thì là quyền của chú. Nhưng tiền từ thiện mà chú không công khai, im lặng cả năm trời thế này là không được rồi chú ạ. Họ gửi chú tiền không có nghĩa là họ cho chú. Họ gửi chú và họ có quyền được biết tiền của họ đã đến tay người cần giúp hay chưa. Tiền từ thiện bắt buộc phải minh bạch, đó là điều những người đàng hoàng luôn hiểu và làm như thế. Đó là đôi dòng của anh Hoài Linh. Khi mà trên trang fanpage mọi người có vẻ như là rất bức xúc và đề nghị những cái comment như vậy. Tôi thì xin chia sẻ với các bác thế này. Một trong những cái cách để mà gọi là xử lý khủng hoảng truyền thông, các bác có thể nhìn thấy bên VinFast, hay là các bác có thể nhìn thấy ở trong trường hợp của anh Hoài Linh này cũng thế. Đa phần khi mà nói hay không nói mà họ cho rằng là có thể giấy lên một cái đốm lửa nữa thì họ sẽ giữ im lặng. Đa phần những trường hợp giữ im lặng là những trường hợp cảm thấy rằng là mình không đủ lý lẽ để mà biện minh cho những hành động của mình. Hoặc họ có thể tư duy một cách chủ quan rằng là có đủ lý lẽ, nhưng mà trên cái cơn sốt của cộng đồng thì chẳng ai nghe cái lý lẽ của họ. Đó là cách đa phần mà các công ty xử lý truyền thông. Bởi vì đặc tính của xã hội, đặc tính của mạng xã hội và đặc tính người dân Việt Nam là quên rất là nhanh. Và dần dần sau khi mà không nói nữa thì tự dưng là thôi. Các bác cứ tưởng tượng thế này, tôi hay đi ví dụ để mà cho các anh chị làm truyền thông á. Ở chợ có một người bắt đầu là cãi nhau với một người bên kia, đúng không ạ? Thế là nếu mà một bên mà nói cãi hoài ra mà bên kia cứ im lặng thì dần dần người ta cũng chán, người ta bỏ đi, không ai coi nữa. Đó, thế cho nên giữ im lặng là một cái cách truyền thông, một cách xử lý truyền thông rất phổ biến, nhưng mà cũng rất là tại sao tôi nói tại sao đó là cũng rất dở, là bởi vì tất cả những cái thứ đó nó không hề mất đi. Có thể người ta chán quá, người ta không buồn nghe nữa, có thể người ta chán như là người ta mệt mỏi quá, người ta không muốn nghe một câu chuyện nào đó nữa, nhưng thực tế ra những cái thứ đó nó không hề mất. Trong nhận thức của những người làm truyền thông ấy, đều biết rằng cái phần awareness ấy, nhận thức trong này thì người ta đều bị in ở trong đầu và nó dành dần dần ấy. Có thể người ta quên, nhưng một vụ nào đó gần tương tự hoặc một vụ nào đó của họ bị dấy lên lần nữa thì tự dưng cái chỗ này nó như một quả bom nổ chậm và lúc đó nó được kích hoạt đó. VinFast cũng vậy và anh Hoài Linh cũng vậy đó. Nó được kích hoạt lên ấy, thì lúc đấy nó nổ ra nó còn to hơn. Để chia sẻ các bác là thế. Bởi vì mãi mãi nó là cái hằn sâu ở trong cái nếp nhăn của bộ não, rất khó để có thể là ấy được. Người ta có thể yên ổn làm ăn, người ta có thể là một thời gian, nhưng không bao giờ người ta quên được cái điều đó. Thì muốn người ta quên thế nào thì chủ yếu là do cái cách hành xử. Cách hành xử nếu như từ trái tim, từ cái tâm của mình, bằng một cái sự minh bạch, một sự công khai và một cái sự cầu thị. Cầu thị ngay cả khi là mình sai, mình đúng. Cầu thị, tôn trọng khán giả, tôn trọng khách hàng, thì lập tức người ta sẽ rất dễ bỏ qua. Và sau đó người ta sẽ coi trường hợp này như là một cái case, như là một cái case study điển hình trong việc xử lý khủng hoảng truyền thông. Chứ im lặng nó chỉ là cái cách để mà qua đi, chứ không bao giờ nó là cái cách để mà giải quyết được tận gốc cái vấn đề khủng hoảng truyền thông. Thì anh Hoài Linh cũng vậy. Với từng này comment ấy, từng này câu hỏi đối với anh Hoài Linh, thì báo cáo với anh Hoài Linh, họ hoàn toàn đúng đấy. Khi anh đã nhận đến gần 14 tỷ, 13 tỷ rưỡi và tỷ mấy đến khi anh chốt sổ. Và thậm chí có những người mà người ta vẫn để tài khoản ở đấy, thông báo là khóa cái số đấy rồi, nhưng sau mà người dân người ta chưa biết, người ta vẫn chuyển vào á, là cái phần đấy thì cũng không được tính nữa. Và thôi thì phần đấy thì thôi, mình không tính toán làm gì. Nhưng ít nhất con số là 13 tỷ mấy kia thì cũng nên giải thích rõ ràng. Bởi vì như comment các bác đã thấy, đó chính là có những người bỏ đến 1/3 cái tháng lương ra để ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung. Có những người tiền xương tiền máu của họ, tiền để anh Hoài Linh cầm hộ,
chứ không phải là anh Hoài Linh không có động thái gì ở đây cả. Tôi nghĩ rằng là muốn cây muốn lặng mà gió cũng không dừng nữa đâu. Bởi vì đợt tới có thông tin rất mạnh về bên phía cơ quan điều tra rồi. Thế cho nên là nếu mà anh Hoài Linh mà xử lý được vấn đề này càng tốt, kể cả đứng ở xin thế nào đó, nhưng mà cứ phải minh bạch công khai ra thì là tốt hơn. Đằng nào thì cũng hết tuổi rồi, bây giờ có diễn hay có gì đó nữa thì cũng không làm cho anh giàu thêm được. Nhưng mà tôi chỉ thấy buồn một chút thôi. Mua danh 3 vạn thì bán danh 3 đồng. Bởi vì là các bác có thể thấy cả cuộc đời vì cái danh đó, nhưng mà chỉ vì một cái lòng tham một chút chút này thôi này, nó bị phá vỡ thì toàn bộ. Thế cho nên con người ta nếu như tốt từ tâm, không cần phải gì cả thì người ta sẽ tốt. Còn tốt từ ngọn, nghĩa là tốt lời nói, tốt từ cách diễn, thì tốt từ lời nói này ra này, lúc nào cũng nói lời đạo đức hay nói lời nào đó, thì dần dần nó cũng bị lộ ra thôi. Tôi thì vẫn hy vọng một cái hy vọng rất mỏng manh, rất mỏng manh, đó là anh Hoài Linh không phải là người như vậy. Đó. Không biết các bác đồng cảm với tôi không, nhưng mà dù sao tôi vẫn mong muốn những cái điều tốt đẹp nhất đến với những anh Hoài Linh hay là đến hãng xe VinFast của chúng ta. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi sáng tốt lành.